Em cái quy trình của em thì nó em thay đủ em mới ra được. À, là phải gọi đầu, là phải gọi hai lần, rồi đánh răng, rửa mặt, rồi tắm người, chà chân, toilet, vuốt tóc nữa. Nó sẽ đầy đủ em mới ra được. Là tắm một tiếng đúng không? Hồi xưa anh cũng đủ quy trình như em đó mà tóc anh vậy đó. Yêu đen tha thiết mà sao em không nói mà em cứ gặm xương hoài vậy? Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. À, nhìn cô dâu có cái nét gì rất là quyền bí, giống như là một cô gái Ấn Độ vậy đó. Bạn giới thiệu cho mình đi. Dạ, dạ em tên là Nguyễn Minh Triết ạ. Em năm nay 31 tuổi, em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái gì em 31 tuổi hả? Dạ. Sao nhìn em quá trẻ so với cái số tuổi vậy đúng không? Nhưng mới nhìn tưởng 21 tuổi không à. Trời ơi, trong khi anh Thuận đây nè 29 tuổi mà nhìn giống như là 49 vậy đó hà. Em à, dạ em là Lê Thụy Quỳnh Như. Em năm nay em 27 tuổi. Tụi em kết hôn được 7 tháng thôi. 7 tháng. Dạ, vậy là đúng là vợ chồng son rồi. À, sao hai bạn quen nhau sao? Dạ, em với lại anh Triết gặp nhau lần đầu tiên là trong một bữa sinh nhật của bạn thân của em. Thì năm nào em cũng tặng quà hết rồi. Thì cái năm sinh nhật đó em quyết định là em nấu vài món em tặng cho bạn em. Tức là em tặng cái món đó cho bạn của em. Dạ, em cho bạn em đãi sinh nhật luôn. Thì hôm đó ai cũng chê hết, nhưng mà có một mình anh Triết là tại vì khẩu vị của em là ăn thích ăn mặn. À, hôm nay em ăn cái thấy ngon em khen. Ồ vậy đó hả? Có nghĩa là ai cũng chê có mình Triết. Dạ đúng. Nhưng mà ngon thiệt. Thiệt tình luôn á. Mọi người nghe duyên tiền định nữa rồi. Rồi thấy một người đàn ông mà khen cái món ăn của mình vậy đúng đó. Cảm giác thế nào? Em nghĩ trong bụng chắc xạo, chả bộ nịnh vậy thôi. Tại vì thực sự bữa đó là em là khách mời không chính thức, một người bạn dẫn em tới chơi thôi. Rồi em biết có biết được nhà Như là có bán phở, sau đó em xin số điện thoại. Qua ngày hôm sau á, em tìm làm bộ tới ăn phở thì cách mà nói chuyện nhiều hơn. Em ăn phở bao nhiêu lâu? Dạ ăn phở một tháng. À, dạ nhưng mà ngày nào cũng tới. Ngày nào cũng tới. Ăn phở một tháng mà có mà một ngày ăn mấy lần? Dạ ngày nào cũng đúng 8 giờ tối, là mưa hay nắng như thế nào nữa cũng đúng giờ xuất hiện. Ăn phở buổi tối hả? Dạ. Dạ. Phở nhà cũng mắc không? Dạ không. Nhiều to. 35. 35 ngàn. Trong hẻm em 25 ngàn là em thấy mắc nữa. Thì rồi nhờ tô phở đó mà hai đứa quen nhau chưa? Dạ hơn một tháng á, em thực hiện chiến dịch á. Ừ. Thì là em mới tự tiến xa hơn. Quyết định là mời Như đi xem phim riêng hai đứa thôi. Dạ thì bữa đó là em tính là xem phim rồi tỏ tình với Như. Dạ đầu tiên là em tính là nắm tay trước. Có nghĩa là đi xem phim để nắm tay. Mà em có cảm giác em đó là anh đi cố tình. Dạ có. Đi để tỏ tình với cứ, mình không? Cứ trong rạp chiếu phim cứ ngồi cái tay cứ đưa qua rồi lại rút về. Đưa qua rút về. Cái em biết em cố tình em khoanh tay luôn. À. Em để im vậy luôn. Là coi như là gần hết bộ phim luôn á. Phim cúp cuối kịch tính mà em mới quên. Em bỏ tay xuống. Lúc mà lơ lơ cái em để liền. Để qua. Dạ mà không phải là nắm mà là để. Để là im, để im, im khoảng đâu 10 giây. Cái như nhìn em hết hồn em quay qua em nói. Làm cái gì vậy? Cái em run quá em ơi. Anh sợ em lạnh. Cái em quê quá, cái em đứng lên đi về không có tiếng nào hết. Mới nhá cả thôi đúng không? Cái dạ, như lần đầu tiên đi xem phim không thành công. Phim đó kinh dị không? Dạ không. Không nắm tay được đúng rồi. Rồi thì khi nào thì mới bắt đầu thực hiện cái dịch thứ hai? Thì rút kinh nghiệm lần 1, lần 2 á là em hẹn Như đi chơi. Là vừa đón Như ra khỏi nhà xong đi một đoạn á là em lòn tay sao chụp tay kéo lên nắm luôn. Em nắm một hồi xong rồi không thấy nó Như nói gì hết. Em mới nói hôm rày chuyện anh chuyện tụi mình như vậy rồi, vậy em là bạn gái anh nha. Như không nói gì hết, cái hoàng tay còn lại ôm chặt luôn. Rồi rồi quen nhau thì đến bao lâu thì cầu hôn? Dạ em quen nhau 1.5 năm. Ừ. Thì hôm đó là em với Như có một cái tranh cãi nhỏ nhỏ. Ừ. Và Như giận em lắm. Thì buổi tối tụi em đi ăn, tại vì tụi em có mua cái điêu á. Điêu thì bữa đó là hết hạn rồi, không ăn là không được, mà tiếc nên là đi ăn.
Ăn cái gì bữa đó, ăn cái gì? Dạ ăn cháo vịt tiết canh. Để cái cớ thôi, một khi đã không thích nhau thì có mà bao nhiêu tiền cũng dùng đi. Hôm đó thì bình thường hai đứa sẽ ngồi cùng một phía đi ăn thông thường, để tay ăn tay nắm tay. Nhưng mà hôm đó giận cho nên ngồi đối diện. Trời, em chỉ ngồi cắm cúi ăn hết này tới cái kia, không ngước mặt lên nói chuyện luôn. Anh bên đây cứ ngồi xin lỗi, thôi anh biết rồi anh xin lỗi, nhưng mà em không trả lời luôn. Thì đang trong lúc em cắm cúi em ăn thì có một cái bài nhạc hòa tấu mà cả hai đứa đều thích, bản Canon Windy á. Thì anh Chiếc Ảnh đọc thơ, tự làm thơ luôn, là nghe bài nhạc đó rồi tự phật thành thơ. Đúng rồi, xin thơ. Tỷ dụ mà bây giờ giá mà hai bạn nhớ được cái melody của cái bài đó nè, chồng á làm cái melody bài nhạc đó nè, vợ đọc cái bài thơ, hoặc ngược lại thì đó là một món quà của chương trình đó. La 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 la, hoặc là gọi cái bồi lang thang gặp tiểu thư đen đem về nuôi, gặp yêu đen tha thiết mà sao em không nói mà em cứ gặm xương hoài vậy. Trời ơi, bài thơ được làm cho quán cháo vịt là đã quá đáng rồi mà bây giờ sao em cứ mãi mê gặm xương vịt vậy. Cái ý của em là đọc thơ để cho Như vui mà là dịu cơn giận. Tại vì nếu em hứng lên, hứng lên cái em tháo cái nhẫn của tay em đeo á, không phải nhẫn thường thôi, lại vừa đọc cái em quỳ xuống cái em đeo nhẫn cho Như luôn. Là đọc thơ xong cái khi sau khi mà cái gặm xương vịt hoài đó, dạ cái nói làm vợ anh nha, là miệng Như là vừa gặm xương vịt muốn cười mà mắt thì nước mắt rưng rưng ra trào ra ngoài. Em phải học tập cái chiêu này đó, chị thấy dễ thương chắc em phải lo cầu hôn trong quán thịt chó. Thì sau đó tụi em cưới nhau đến tới bây giờ là 7 tháng á. Thì trong lúc sau khi cưới nhau thì em thấy cuộc sống hôn nhân cũng vui hạnh phúc, không có gì gọi là vỡ mộng hết. Chỉ có một vài thay đổi nhỏ nhỏ trong cuộc sống của em thôi. Ví dụ như em về muốn vào phòng hay gõ cửa cộc 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 mật khẩu bu bu có trời vô thế là phải nói mật khẩu. Mật khẩu có mật khẩu bu bu hả? Không, dạ bu bu rối. Cái là nhiều khi mình đi làm về mệt á, em cứ gõ cửa như vậy, mở cửa như vậy, mở cửa mật khẩu. Anh đang mệt em quậu lên, đấy mở cửa đi mật khẩu nói chuyện nha, phải không? Phải bu bu mở cửa. Nhiều khi em biết luôn mà không nói mật khẩu là em không mở luôn. Trời ơi, dạ. Có vậy khi nào mà nói mật khẩu thì vợ không mở? Dạ không, cứ bu bu là tiền chị mở. Đúng rồi. Mà ảnh cũng phiền lắm chị. Là về mới phát hiện ra cái chuyện tắm. Một ngày tắm 2 lần, mà mỗi lần tắm là 1 tiếng đồng hồ. Vợ làm gì vậy? Dạ thì em ta... em cái quy trình của em thì nó em thay đổi em mới ra được. Là phải gọi đầu, là phải gọi 2 lần, rồi đánh răng, rửa mặt, rồi tắm người, cà chân, toilet, rút tóc nữa. Nó sẽ đầy đủ em mới ra được. Là tắm 1 tiếng đúng không? Hồi xưa anh cũng đủ quy trình như em đó mà tóc anh vậy đó. Trong khi em tắm có 15 phút xong. Chị cũng đây vậy, 1 tiếng đồng hồ. Chị cũng 15 phút rồi. Thuận tiếng rưỡi hay sao? Em cứ ô cha hoài. Không, hồi đó cũng 1 tiếng mà sau này tóc hết thì giờ còn 45. Còn ngoài ra còn gì nữa không? Dạ, ngoài cái mật khẩu thì có cái việc trước khi đi ngủ á, em phải làm 2 việc. Việc gì em? Dạ, thứ nhất là em phải hứa với vợ em mấy điều. Dạ anh hứa là anh sẽ không lừa mày nữa. Anh hứa là anh sẽ không để em đợi lâu nữa. Anh hứa là anh chăm chỉ hơn. Anh hứa là anh yêu em suốt đời. Phải cứ hứa tối gì nữa, 4 lần vậy đó. Ở trả bài đó. Dạ, dạ đúng rồi đó. Tại vì bình thường á, anh này tính rất là nóng, thường là giận lên là lớn tiếng la lên. Mà em biết tính, mỗi lần như vậy là em không nói gì hết. Đợi qua ngày hôm sau, rồi em mới nói hôm qua anh xài nha. Cái thế là rồi anh biết rồi. Cái nói giờ phải hứa, mỗi tối phải hứa. Hứa để mỗi lần mà chuẩn bị nóng lên nhớ lại lời hứa. Coi như 7 tháng nay ngày nào cũng tối nào cũng bao nhiêu đó hứa anh cho đòi. Tối nào cũng bài nữa. Từ em cảm thấy là em có dằn bớt được cái tính nóng đó không? Dạ có, mỗi lần em tính nóng lên nghĩ phải hứa hoài hoài em sợ. Không có nóng nữa. Đây cũng là một cái cách mà của những người vợ trẻ muốn rằng chồng mình thay đổi theo ý của mình, mà một cái cách nó cũng rất là tế nhị. Đúng vậy. Mà nó cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà theo như người chồng thú nhận đó là một hiệu quả vô cùng, đúng không? Em đừng có bắt vợ em bỏ thói quen này. Chắc chị cũng phải học em. Trước khi ngủ là phải trả bài. Hồi chưa đâu, đó là điều thứ nhất. Còn việc thứ hai là em phải trả lời 3 câu hỏi của vợ em. Em hỏi anh Chiếc, anh có yêu em không?
trả lời luôn. Trời, em phải trả lời là có, không có là chết. Đó. Rồi trả lời là có phải không? Rồi. Rồi anh có yêu em nhiều không? Nhiều. Anh yêu em nhiều bao nhiêu? Đó, câu này cũng chết. Anh nhiều bao nhiêu là mỗi một ngày em phải suy nghĩ một câu trả lời sao cho nó khác hơn ngày hôm qua. Mà cái bao nhiêu nó phải không lớn lắm, không đếm được. Ban đầu thì em còn trả lời xiên xiên, ở anh yêu em nhiều như sao trên trời, như cát dưới biển, hay là động vật con người trên thế giới gì đó. Nhưng mà dạo này một hai tháng nay là đang nằm coi tivi em á, anh Chiết, anh yêu em nhiều bao nhiêu giống như điểm ảnh trên tivi. Thôi cũng được thì cũng đếm không được. Cái thời có hôm thì nhiều như lông trên người của em. Thôi vậy mang nó vào cạo lông có thể quá điều ạ. Và gần đây nhất luôn là có cái trường hợp này là trả lời là em cứng họng, là em không nói lại được tiếng nào nữa hết, mà có lợi cho mình nữa. Đấy, anh Chiết, anh yêu em nhiều bao nhiêu trả lời chứ nhiều giống như mà tiền ấy, anh em cho anh xài giặt hàng tháng đó. Rất là giận hờn. Bây giờ mới nói là muốn thương nhiều hơn thì cho nhiều hơn đi. Là suốt 7 tháng nay là mỗi ngày một câu trả lời là sắp hết rồi, sắp bí rồi. Bây giờ lỡ rồi cái câu em lấy chốt hạ luôn đi, cái câu cô là anh yêu em bằng tiền mà em cho anh xài đi, tôi đừng hỏi nữa. Nhưng mà cái phần đầu thì giữ. Dạ. Nói chung là hai chọn một á, bỏ câu kia đi không cần đâu. Dạ. Phần đầu giữ lại cho chị. Đúng vậy. Chị có cái cảm nhận á là như vậy nè, khi nói chuyện với tụi em á thấy rõ ràng là đây là một người vợ mà em có thể tin tưởng. Dạ. Em có thể trao gửi cuộc đời em và những đứa con của em cho cô ấy. Dạ. Ngược lại thì chị thấy rằng chồng của em là một người rất yêu em đó, yêu lắm á, hơi nóng tính chút thôi, nhưng mà hiếm có ông chồng nào 7 tháng trời vẫn trả bài hàng đêm như vậy đâu á nghe. Đúng không? Dạ. Chúc tụi em hạnh phúc. Dạ. Cứ theo cái đà này á, hạnh phúc hơn nữa. Dạ. Dạ. Xin cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Xin chào hai em. Hình như tôi gặp cô dâu ở đâu rồi nè. À, hình như có đóng phim phải không? Dạ không có. Em là diễn viên đúng không? Dạ không phải. Người mẫu đúng không? Cứ ngồi nhận thấy ta đẹp, dạ, đẹp cũng cái xém xém à. Hả? Xém xém là người mẫu đấy chứ. Ta hỏi cuối cùng á. Xém xém có nghĩa là chưa. À. Mà chưa thì làm sao mà gặp anh biết được. Như vậy em làm gì? Dạ em kinh doanh. Rồi, hồi nãy giờ anh đùa để cho nó giảm bớt căng thẳng. Thoải mái, thoải mái đi hả? Có cảm thấy căng thẳng không chú rể? Dạ cũng hơi rung à. Em làm người mẫu không? Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em là Nguyễn Trương Bằng Phi, năm nay em 28 tuổi. À. Dạ, em đến từ An Giang. Bằng Phi, An Giang. Dạ. Còn em ở đâu? Em là Nguyễn Thị Kim Yến, năm nay em 24 tuổi, em đến từ Đồng Tháp. Đồng Tháp. Dạ. Ủa? Nhưng mà hai tụi em là ở đâu? Dạ, hiện tại ở An Giang. An Giang. Ừ. Rồi, lần đầu tiên các em gặp nhau như thế nào? Dạ, lần đầu tiên thì lúc khoảng thời gian đó em kinh doanh quán cà phê ở gần cái nơi các anh này làm việc. Rồi cái anh này mới thường xuyên là ghé uống, cho nên gặp nhau rồi quen biết nhau. Mà chồng em thường là qua là uống cà phê hay là uống gì? Dạ, chồng em thì 3 lần một ngày là uống ga má. Sáng, trưa, chiều là đăng ký ly ga má. Chà, một ngày 3 ly, một nhưng ngày mà liên ly, tục, ngày rồi uống liên tục như cả tháng đó. Mà ngày nào cũng 3 ly ga má? Dạ, đúng rồi. Có khi 4-5 ly cũng có. Ông này mà bị huyết áp thấp như tôi là coi như ổng tiêu trước khi ổng quen được cô này. Ôi, một ngày 3 ly mà uống liên tục một tháng trời. À, mà tại sao em không muốn cái khác mà em uống rau mát? Hay nó mát? À, hay mát. Uống hết bao nhiêu ly thì cô được vợ? Uống cũng hết đầu cũng mà... Mấy trăm ly. Đúng không? Một tháng trời, ngày 3 ly. Thì 3 ly là một tháng là 90 ly rồi. Ừ. Đúng không? Nói chung là cặp này có thể được đặt tên là chuyện tình rau má. Rồi em cưa vợ em như thế nào? Không, cái anh đây thì anh không có cưa em. Uống xong tính tiền đi về, uống xong tính tiền đi về. Mà nói chung là chính vì cái cách đó mà em lại khoái ảnh đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Ủa Phi, nhưng mà trong suốt cái thời gian em đến em muốn là em không có chủ đích gì với cô này hay sao? Muốn làm quen á, nhưng mà thấy cô vợ lúc đó có nhiều người đeo đuổi quá. À. Em cũng hơi ngại ngại á, sợ nên anh không có dám ngỏ lời quen. À. Dạ. Cứ ngồi vậy thôi. Dạ. Không có nhìn lén không? Dạ cũng có. Rồi xong cuối cùng sao dính? Cái về cái thấy trên mạng cái kết bạn Zalo với cái anh này một tuần lễ cho qua anh mới chấp nhận. Cái hôm đó anh ghé là anh mua về chứ không có ngồi uống. Em mới hỏi anh là mà tại sao mà em kết bạn mà anh không chấp nhận. Anh cũng không nói gì hết á, anh cười xong rồi anh về anh chấp nhận. Xong rồi nhắn tin rồi nói chuyện qua lại mới thành bạn. Rồi bao lâu thì mới tình yêu? Khoảng chừng một tháng, cái người bạn trai của em ở Hàn Quốc về có ghé thăm.
cái anh này mới thấy, cái anh mới cắt liên lạc với em, anh không có nhắn tin, cũng không có gọi điện cho em nữa. Cái em mới thấy buồn, cái gì mới nhắn tin hỏi ảnh, sao mà anh không nhắn tin với em vậy đó. Anh mới trả lời là em có biết là em làm anh đau lòng đúng không? Cái từ lúc đó em mới giải thích người yêu cũ thôi, tại người ta về nước người ta thăm thôi. Cái hai đứa ngày hôm sau chính thức yêu nhau. Lúc đó mới là lúc đó mới nhận ra được cái tình em cảm mới biết với nhau. Ảnh là ảnh thương em đúng không? Dạ. Bây giờ cho tôi đoán nha, trong cái chuyện tình của hai người này chắc có lẽ là em là người chủ động hết tất cả mọi thứ đúng không? Dạ đúng, em thì chủ động hơn tại vì ảnh là người ít nói lắm. Nãy giờ nhìn biết mà mắt cứ nhìn. Rồi xong, nếu vậy thì giờ đặt vấn đề cưới xin thì ai là người đặt vấn đề? Cùng em luôn. Dạ, cả hai cùng thống nhất, quen nhau rồi khoảng 5-6 tháng rồi cưới luôn. Nhưng mà làm sao mà lại phải cưới sớm vậy? Dạ, trong lúc đó thì gia đình em cũng đang muốn tìm vợ cho em. Trong cái thời gian yêu nhau á, gia đình cái anh này đi hỏi vợ. Cái anh này mới nói cho em biết. Vậy mà trong khi đó là anh này, anh quen em mà anh không nói với gia đình anh nữa. Rồi cuối cùng sao? Cái hôm đó anh dắt em về nhà, xong rồi cái ba mẹ anh hỏi cưới luôn. Coi như là ba mẹ đi tìm vợ cho mình mà mình cũng chịu nói với ba mẹ luôn. Dạ. Tí dụ mà em không nói cho vợ em biết cái điều đó, em cũng nói cho ba mẹ em biết, ba mẹ em lại đi hỏi một người khác, đó em tính sao? Có rồi chị. Có luôn. Có đi hỏi gì? Có luôn. Dạ. Trời đất ơi. Mà bên kia đồng ý không? Dạ bên kia cũng có hẹn cái ngày đến để mà chơi hai gia đình giống như đi câu mắt vậy đó. Trời đất ơi, rồi sao? Rồi cái em mới nói với gia đình vậy đó, rồi mới hồi lại. Tiền quá đi. Dạ. Ủa như vậy là cái chuyện tình yêu của tụi em đâu có gì gọi là trắc trở trục trặc. Dạ không có trắc trở, nó như là cái duyên phận trong thời gian đó em mới lựa chọn nhiều lắm. Rồi cái anh này anh cũng vậy. Xuất hiện uống ly rau má xong là mê liền. Dạ. Lúc đó cũng không hiểu tại sao mà mình chấm anh này luôn. Tại vì cái lúc đầu nhìn ảnh tóc tai để nó lườm thườm, mặc quần cục nữa. Vậy đó. Rồi bên gia đình em thì sao? Ấn tượng của mẹ em với cái anh này lần đầu, sợ sau này về rồi sợ ảnh ghen. Em mới nói với anh mẹ em thấy mẹ em không thích anh. Cái anh này anh mới buồn, anh mới đi nhậu về xỉn ói quá trời luôn. Cái em rồi thấy thương, về sau thì mẹ em thương anh này hơn em. Vậy đó. Dạ. Tới chừng lấy nhau về rồi thì anh có ghen không? Dạ không. Đã bao giờ ghen chưa? Dạ chưa chị. Chưa bao giờ ghen luôn. Không, hiền trời quá mà. Ơi. Rồi vợ em là có ghen em không? Dạ không. Không luôn. Không ghen luôn. Trời ơi, hai người giống như là cái mặt hồ phẳng lặng vậy. Dạ. Chị hỏi này vậy, cái anh này lúc anh giận lên thì anh ra sao? Cô im đi, thế là cả hai cùng im luôn. Không, trong cái thời gian mà tụi em chưa có cưới là qua nhau 6 tháng, là trong đó là hai đứa chưa bao giờ giận nhau lần nào hết, cũng như chưa bao giờ cãi nhau hết. Cuộc sống nó bình thường, nó hạnh phúc, im đềm. Nhưng mà từ lúc em sinh em bé rồi, cái tính tình của em nó mới bắt đầu nó thay đổi một chút xíu, là hơi cáo, rồi mới cãi nhau. Cái anh này thì anh giận lên cái mặt anh xấu lắm. Anh có nói lớn hay là anh có la em hay gì không? Dạ có quát một tiếng rồi thôi à. Mỗi lần mà anh nóng giận cái anh quát lên một tiếng xong cái anh suy nghĩ lại, hình như là thấy mình hơi quá cái gì đó. Rồi cái cũng hiền. Tôi giận đây. Đừng nói nữa, tôi im đây. Quá im luôn. Cũng vậy đó. Thôi bây giờ nè, hồi nãy giờ em im re hoài à. Thường đến cái mục đầu dòng này nè, là bảo đảm ông chồng là cũng phải nói chứ. Hãy kể xấu vợ em đi. Nói chung thì lúc về sống thì nó cũng xảy ra nhiều cái mâu thuẫn lắm. Nói hết đi em. Vợ em thì lúc đầu thấy cô cũng hiền lắm, rất là dễ thương lắm á. Sau này về cái tính tình nó cũng thay đổi nhiều quá. Thay đổi sao? Nổi giận vô cớ vậy đó. Những cái chuyện nó như nó không đáng. Ví dụ như là hai người cùng đang làm việc với nhau, tự nhiên như muốn kêu em làm cái vấn đề gì đó thì cô lại la lớn là như đó. Rồi lúc đó em như thế nào? Thì em thấy hơi khó chịu. Khó chịu em có nạt không? Có, em giận, em cũng nói thôi tự làm đi, mốt đừng có kêu nữa. Rồi lúc đó phản ứng cô sao? Mặt cô nhìn hầm xuống lắm. Mà em cảm thấy khó chịu với cái chuyện đó của cô? Cũng khó chịu lắm anh. Chứ phần mà cổ mỗi lần mà đi vào nấu ăn hay là cái gì đó được sóc tung lên hết trơn á. Rồi cuối cùng người nào hốt? Em. Em là người hốt đó. Dạ. Mỗi lần muốn đi chơi cái gì đó, thời gian chuẩn bị cô ấy rất là lâu, méo một thạo đời vậy đó. Lấy mặt xuống mặt hết. Mặt xong rồi cái nào không vừa cái cởi gà dục đó, rồi cái cởi gà dục đó cởi ra hoài vậy đó. Cuối cùng ai hốt? Cuối cùng mà về để đóng rồi về hai chồng ship lại nữa. Nghĩa là có em cũng hốt luôn. Dạ. Đúng không? Còn gì nữa? Rồi có ăn hiếp em không? Cũng có. Em phải tranh thủ cơ hội này để em nói đi. Cái mục này kêu bằng là cái mục đại hội gặp mặt. Cho nên là mình phải tranh thủ, phải không? Để cho vợ mình sửa.
em có quyền im lặng, nhưng mà im lặng ở nhà, nhưng lên đây là em có quyền lên tiếng nha. Tất cả những tiếng nói của em là có tôi bảo vệ nha. Ngồi nữa đi, khui nữa đi. Bây giờ cái có con á, giờ cái nó có nhiều cái chuyện xảy ra lắm. Đâu, hay nó nhiều chuyện, tức là rồi mỗi lần đi chơi là vợ nó cứ đòi đi những cái chỗ mà đông đông không mà, nhưng mà khi có con rồi đó nó rất là ngại. Khó ngại lắm. Tại bé nó hay khóc, nó nhỏ đó. Em khó chịu không? Cũng khó chịu. À, phải đi chơi những chỗ đông người. Dạ. Mà em thì em không thích à? Là cái tính của em thì nó không có thích mà giống như là đông nó... đúc, chị hiểu. Dạ, rồi đông đúc. Nhưng mà sau đó thì thường những cái lúc vậy về hai chồng có gây lộn không? Cũng có chị. Vậy đó. Rồi giận hoài. Đã bao giờ em lớn tiếng với vợ em chưa? Cũng có à. Vợ lớn còn tiếng một à. Nín. Đó, nín luôn đó. Chính luôn kiểu vậy đó. Rồi. Cái chuyện mà lớn nhất mà hai vợ chồng em cãi vã từ trước đến giờ đó là chuyện gì? Chắc không có. Không có. Nhưng mà chị suy nghĩ hoài chứ không biết sao mà em thỉnh được chồng em lên chương trình. Cái đó là cũng dữ lắm mà chị. Dữ sao? Dữ sao? Là lúc đó vợ em đòi xách bị đi về đó. Có nghĩa là sao? Là em không có chịu đi á. Mà vợ em đòi bắt em tham gia. Dạ. Tại sao em không muốn tham gia chương trình này? Đây là lần đầu tiên mà lên phát sóng á, lên quay á, các em ngại. Ừ. Nó ủa sau này nó chưa, vợ mình chưa hỏi ý mình mà tự nhiên sao lại quyết định. À. Dạ. À. Nhưng mà thôi các em suy nghĩ lại thôi. Giống như mình đi chơi vậy thôi. Ừ. Dạ. Nhưng mà bây giờ chị muốn hỏi cảm giác của em là sau khi em ngồi ở trên đây rồi thì em còn ngại nữa không? Dạ không chị. Em có thích chương trình này không? Dạ thích. Dạ thí dụ có một chương trình tương tự về mời rồi có tham gia không? Dạ tham gia. Tham gia mai mốt không chừng là thay tôi làm MC luôn á. Dạ rồi, dạ rồi. Rồi bây giờ nè, anh chồng em ngoài cái việc anh ít nói ra còn cái tính xấu gì nữa? Dạ có tính là bàn ra. Ví dụ như mỗi lần mà em muốn đi chơi, ví dụ như đi coi phim đi, anh bàn hết tất cả luôn. Thôi mình đi uống cà phê, mình đi ăn cái này, ăn cái kia đi. Bác bỏ cái ý kiến của em. Còn cái thứ hai là cái gia cũng như là hướng nội. Ví dụ như em muốn đi chơi với bạn bè, rủ anh đi á, thì anh không đi, em thích đi chơi với mình em à. Đi chơi với con, không chịu đi với người nào lạ chứ. Mỗi lần mà có người lạ vô, cái mặt của anh trong bàn như cái mâm vậy. Em mong muốn chồng em thay đổi cái gì? Cởi mở hơn, hòa đồng hơn, vui vẻ hơn, tự tin hơn. Phi làm nghề gì? Dạ em cũng ở nhà buôn bán cho nó chị. Trời ơi buôn bán mà ít nói vậy làm sao mà buôn bán? Buôn bán mà cái mặt gì chứ cái miệng gì chứ không? Ai mua rồi? Đợi cái nón kết che mặt xuống rồi cứ làm công việc à. Thôi không có sợ lỡ với khách. Dạ ít lắm. Thường cái quán ăn của em thì có nam có nữ rồi vô cũng đông dạ, đúng không? Dạ. Ảnh gặp khách nữ thì sao? Gặp khách nữ ngồi là cứ đứng nhìn hoài vậy nè. Nhiều khi quên việc của mình đứng nhìn hoài vậy đó. Trời ơi. Nhìn thôi chứ không có nói hả? Dạ không, không. Chỉ đứng nhìn với em nhiều khi em chẳng nói hỏi nhìn gì hả? Ủa em có ghen không? Em thì không ghen, thì biết chồng mình không có cái tính đó. Nhưng mà thấy không biết anh nhìn chi thôi. Cái nhìn nó khó chịu lắm. Đâu, vậy là bổn cũ soạn lại rồi. Ừ. Cái chiêu nhìn này cũng là hồi đi uống rau má mà nhìn đó. Rồi bây giờ em có sợ nè. Tại vì con gái giọng hiền đâu nghe. Em có sợ chồng em cứ im ỉm vậy mà bị gái dụ không? Không, em thì em sợ nhìn vậy rồi người ta chửi nữa. Ôi trời. Vậy mà em không anh chị em đeo kiến đen đi. Hẳn hoài là vợ cũng không phát hiện mà khách không phát hiện luôn. Trời má ơi, nó dễ làm thiệt chứ chết có thiệt. Quán ăn tên gì? Quán tên Yumi. Rồi, địa chỉ là đâu? Nói luôn đi. Dạ, địa chỉ là ấp Thị 2, thị trấn Mỹ Luông, An Giang. Ừ. Nhớ treo hình tôi với bà Hồng Vân á. Đó, bây giờ ông chồng kết giùm câu mời quý vị đến ủng hộ đi. Dạ. Không nói một tiếng tôi nào. Tôi tắng lên, mời quý vị đến quán tôi. Dạ, mời quý vị đến quán ủng hộ. Đó. Hay cảm ơn. Cảm ơn. Trời ơi. Ôi, quá dễ thương. Ừ. Thôi thực ra bây giờ thay mặt chương trình tụi chị chỉ biết chúc là tụi em hạnh phúc. Những cái điều mà chồng mong muốn ở vợ là chị nghĩ cũng đơn giản đúng không? Yeah. Còn tuy nhiên là cái vấn đề là rơi vào anh chồng đó. Chị nghĩ em cởi mở chút xíu. Tại mình làm cái nghề giống như làm dâu trăm họ, buôn bán mà mình cởi mở, mình hoạt ngôn lên một chút thì chắc chắn là cái quán của tụi em sẽ đông hơn nữa. Rồi, thôi chúc cho quán em ngày càng ngày đông khách. Dạ, yeah. Dạ, yeah, cảm ơn. Yeah. Câu nó hơi thiếu tế nhị chút. Có khi nào em bực mà em đánh vợ em chưa? Dạ thật sự là có. Trong trường hợp nào? 3 lần. Mà thường là trong trường hợp nào? Và xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi bây giờ đầu tiên là phải khen cô dâu đã. Vì là hôm nay em mặc một cái bộ áo cưới quá đẹp. À. Quá gợi cảm luôn. Ừ. Chú rể em có thấy vậy không? Dạ có hả? Hai em giới thiệu về mình đi. Em tên là Trang, 26 tuổi, là nhân viên PR. Em là người gì?
Dạ em là người Huế. À, còn em? Dạ em tên là Thịnh, hiện đang là nhân viên của một công ty truyền thông, 28 tuổi. Một người làm PR, còn một người làm truyền thông chắc có lẽ là gặp nhau trong một sự kiện nào đó rồi quen nhau đúng không? Dạ không, thực ra là hai đứa quen nhau là do mai mối. Là một mối quan hệ nó hơi lằng nhằng một chút xíu. Là chị giấu hụt người yêu cũ của em là đồng nghiệp cũ của anh này. Chị đó gửi hình qua cho em. Lúc đầu thì nói là bé này đang buồn thì cứ làm quen với bé này đi, cũng dễ thương lắm. Sau khi nhắn tin một hồi thì 3 ngày sau bắt đầu gặp nhau. Gặp nhau thì hẹn đi ăn trưa rồi. Có ngất ngây với vẻ đẹp với vẻ đẹp của chàng trai này không? Hồi đó ảnh không có cắt tóc ngắn như vậy đâu, lúc đó ảnh tóc dài, lãng tử lắm. Thì mới gặp thì cũng đẹp trai. Nói chung là cũng đẹp trai, đeo kính đen nhìn cũng giống lãng tử lắm thì thấy cũng hay hay. Còn em? Em thì ấn tượng đầu tiên thì khi mà nhìn thấy vợ ở ngoài thì có vẻ là hình nó không có bị lừa tình, là có vẻ là hình thật, chân thật. Dạ, không có qua xử lý Photoshop. Em là cưa cẩm cô này trước đúng chưa? Dạ. Đến bao lâu thì mới đổ? Khoảng 3 ngày. Lâu dữ thật. 3 ngày thì bắt đầu là gặp nhau, rồi bao lâu rồi cưới nhau? Dạ 3 tháng. Ghê chưa? Cũng lâu. Không biết là quý vị có thấy là họ quyết định cưới như vậy là có sớm không ta? Nó nhanh không? Mà nhanh như vậy thì chắc có lẽ là không biết là lý do gì. Dạ. Có khi nào bác sĩ kêu cưới không? Dạ thì nguyên nhân cưới của hai đứa thì nó cũng rất là đơn giản. Tại vì có người là nói xấu về vợ với em, rồi nói xấu về em với vợ. Đó là có người phá. Nội bà này là thôi chứ con rơi con rớt tùm lum các kiểu. Rồi quen bao nhiêu cô rồi hết quen em chị rồi tùm lum các kiểu đấy. Thế là xong cái một hồi em nghe em nói là thôi thì em mới nói với chị đó là thôi thì trước đây ai cũng có quá khứ hết á, em cũng trước đây cũng quen nhiều người mà thôi, nhưng mà quan trọng là hiện tại như thế nào. Thế là xong cũng nói tới nó luôn một hồi, cái xong em mới bực mình quá, xong cái ông xã em mới kêu thôi nhiều chuyện quá thôi cưỡi đi cho khỏi nói nữa. Như vậy là tụi em yêu nhau nhanh nhưng mà vượt qua khó khăn cũng nhiều để đến với nhau đúng không? Dạ. Như vậy chắc là khi lấy nhau rồi là hiểu nhau nhiều và hạnh phúc nhiều đúng không? Lúc mà quen á thì em thấy ảnh là thứ nhất là rất là tỉ mỉ, thứ hai là rất là quan tâm, rồi cũng biết suy nghĩ. Cưới về xong cái mình đổ vỡ hình tượng luôn, vừa vô tâm vừa ham chơi vừa trẻ con. Bây giờ hai con em được bao nhiêu tháng rồi? Dạ 6 tháng rồi. 6 tháng rồi. Dạ. Thì là hai vợ chồng có gây gỗ nhau? Dạ có gây hoài luôn á. Giờ có đang gây không? Dạ vẫn đang gây. Sáng nay mới gây xong luôn. Gây hoài vậy đó hả? Dạ. Anh muốn hỏi gây nhờ chuyện gì? Có phải là gây vì chuyện là tham gia chương trình này không? Dạ 5 giờ sáng thì vợ kêu dậy để chở vợ đi trang điểm. Mà trong khi quay thì tới trưa mới quay, nhưng mà sáng thì đi sớm quá, mà nhà chìa khóa nhà thì em không có giữ, chìa khóa thì do ba mẹ giữ, mà lúc đó xuống thì ba mẹ còn đang ngủ, thế là không có dám gọi, mới nói thôi để đi chút, chừng nào ba mẹ dậy rồi anh chở em đi sau, nếu mà chỗ này không được thì trang điểm chỗ khác cũng được. Thì thế là giận em rồi bỏ lên lầu rồi không nói chuyện với em. Mà vậy thôi mà gây lộn đó hả? Hai chồng làm quề trước đi rồi hào hồi phân giải chuyện tiếp theo. Okay. Không, tại vì là xích mít nhiều chuyện từ trước nên càng không. Chuyện hồi sáng đó là em được bồi thêm nữa. Chị Đương nói cái việc hồi sáng, chị Đương nói mình dứt dạc cho việc hồi sáng, giống như có một cái mục mà mục bọc á. Được cái này nặng trước đi. Nặng rồi á, mười mấy hai chục cái sau tính tiếp. Dạ. Đúng không? Ok. Dạ, thấy chưa? Rồi, thấy không? Hồi nãy em cứ nói là em thực ra là có nhiều cái chuyện bực bội trước đây nữa. Tức là ngày là trước đây cũng đã gây gỗ nhiều chuyện rồi đúng không? Dạ, nói chung là gây nhiều lắm ạ. Khi hai vợ chồng tiến với nhau, đến với nhau thì cái khoảng thời gian nó hơi nhanh, nên là chưa có tìm hiểu kỹ, nên là khi mà về chung sống thì nó có những cái xích mích, cứ năm ba bữa mà đôi khi cứ cãi nhau hoài. Thật sự em cũng... Chị hỏi em nha, mà... chị hỏi Thịnh nha. Dạ. Câu nó hơi thiếu tế nhị chút. Có khi nào em bực mà em đánh vợ em chưa? Dạ, thật sự ra là có. Trong trường hợp nào? 3 lần. Mà thường là trong trường hợp nào? Lần đầu tiên thì là khi mà em đi du lịch với công ty á, thì có chụp hình với lại mấy đồng nghiệp trong công ty á, thì mọi người hay chụp hình rồi gần nhau rồi này nọ, thì đánh là vì vợ em ghen thì, đúng không? Dạ, lần đầu tiên thì là vợ ghen, nhưng mà khi mà giải thích thì không được, thì bắt đầu là tính em á, mà khi em bực á thì em sẽ không cãi, em sẽ đi ra ngoài đi đâu đó để em giải tỏa tâm lý em, xong rồi khi đó về em mới giải quyết công việc, chứ em không giải quyết khi lúc em đang nóng. Nhưng mà khi mà em đang nóng thì vợ cứ đứng mà cãi với em thì là em không kiểm soát được cái em không kiểm soát được. Chị hỏi tiếp nè, rồi cái lần thứ nhì đánh là lý do gì?
Lần thứ nhì thì là trong cái mâu thuẫn mà về nuôi bé nhỏ bé con về, về nuôi nuôi bé rồi lần thứ ba. Hai vợ chồng cãi nhau bình thường, một cái vấn đề rất là nhỏ thôi. Rồi xong rồi giống như là những cái mà chất chứa lâu quá trong đó bắt đầu hai vợ chồng bùng phát lên rồi cái dẫn đến lần thứ ba. Là đó là một cái lý do mà mơ hồ đúng không? Dạ. Bây giờ chị hỏi nè, khi cái cảm giác của em sau khi mà chồng em đánh em ra làm sao? Thất vọng, khi đó là em muốn hủy hôn luôn. Rồi cái lần đánh thứ nhì, sao cái cảm giác của em sao? Lần thứ nhì thì bắt đầu lúc đầu là giống như tính tưởng 10 phần, sau đánh lần 1 còn 8 phần, tới đánh lần 2 còn được 3 phần. Rồi lần 3? Lần 3 chắc còn 1 phần. Không còn cái gì luôn. Bản thân em đã viết đơn ly hôn rồi, em cũng đã kỹ rồi. Và chỉ còn là xác định là đưa cho anh thôi. Nhưng mà tính em thì em hay nghĩ lại. Em cũng suy nghĩ là vì con em là con quá nhỏ. Rồi ba mẹ cũng đã đổ vỡ rồi. Rồi em cũng hy vọng là không tốt để mình thì thôi, tốt để con mình cũng được. Thì đó là cái suy nghĩ của em mà để vẫn còn sống cho tới bây giờ. Thế ngày hôm nay tụi em nghĩ sao mà tụi em lại tham dự chương trình này? Thực khi mà cái đơn ly hôn đã viết rồi, đã ký rồi. Em cũng biết là cái mà khúc mắc giữa em và anh đó là do hai người chưa thực sự mở lòng ra để mà nói thẳng được hết tất cả mọi chuyện. Thôi thì xem như đây là một cái cơ hội để mình có thể nói hết tất cả những cái khúc mắc của mình. Để nếu như mà thực sự có thể hiểu để mà giải quyết được thì coi như đó vẫn còn một cái gì đó là hy vọng cuộc hôn nhân của mình. Còn nếu như mà sau khi mà đã nói hết rồi mà vẫn không giải quyết được thì xem như là tới đó là hết rồi. Thế còn Thịnh, hôm nay em đến với chương trình này thì em muốn nói gì với vợ? Thì em muốn là vợ nói nhiều hơn về cái suy nghĩ của mình. Tại vì thật sự ra khoảng thời gian lâu rồi hai vợ chồng em không có thời gian mà để ngồi mà để thật sự nói chuyện trao đổi với nhau. Không có thời gian không, là do không, công việc hay là không do... phải là do công việc, nó là do chiến tranh lạnh nên là chưa có quan hệ, chưa có được mở ra. Nên là em muốn thông qua chương trình này thì để cho vợ có một cơ hội để trình bày, giải bày cái nỗi lòng của mình nhiều hơn. Và bản thân em cũng sẽ lắng nghe nhiều hơn. Nên là thông qua chương trình này em muốn hai vợ chồng sẽ giải quyết được những cái mâu thuẫn trước đây cũng như là bây giờ. Để cái cuộc sống tương lai nó tốt hơn. Em có muốn ly dị không? Thật sự là không muốn. Em không muốn đúng không? Dạ. Chị cũng cảm nhận là em không hề muốn điều đó. Còn em á, mặc dù em viết đơn đó nhưng mà em cũng muốn cái điều đó không xảy ra, nhưng không phải vì cho em mà muốn vì cho con em. Dạ đúng rồi. Chị thấy vậy nè em, Thịnh, bây giờ cái người quyết định á là em chứ không phải vợ em đâu. Tại vì như vậy nè Thịnh, chị là phụ nữ, chị hiểu được cái tâm trạng của một người phụ nữ khi mà bị chồng đánh á, đúng là tình yêu không còn. Mà hơn nữa lại đây là trong vòng thời gian có 6 tháng sau sinh rồi. Cái người phụ nữ á, thời gian mang bầu thay đổi tính cách, thay đổi về tất cả mọi chuyện. Bởi vì sao? Cái sinh lý nó thay đổi đúng không? Nhưng khi sanh rồi á, cái tâm sinh lý nó còn thay đổi dữ hơn nữa. Bởi vì người ta mới nói có cái chuyện hậu sản đó Thịnh. Yeah. Đó, cho nên rằng trong 6 tháng đó mà vợ em chịu đựng nhiều những cái cảm xúc và nhiều những cái mà ức chế như vậy á, vợ em vượt qua được là vợ em quá hay. Chứ chị là dở hơn em nhiều. Thế thì chị nói với em, khi mà em đã bước chân đến đây thì chị nghĩ rằng em cứ nói hết những cái gì với chồng em, đừng là chiến tranh lạnh nữa. Chị nghĩ rằng là em không muốn làm điều đó đâu. Em ức quá, em không chịu nổi cái áp lực đó nữa thì em phải làm điều đó thôi. Nhưng mà trong sâu thẳm của em không muốn điều đó. Mà chị cũng không hề muốn điều đó. Cũng giống như chồng em cũng không hề muốn điều đó. Chồng em chỉ bị một cái duy nhất là nóng tính quá, không kềm hãm được cái nóng tính của mình. Nhưng cái dở của em là như vậy, em không biết cách kềm chồng em. Chị nói em nghe, ở đây đều là hai đứa có lỗi hết trơn á. Không có đổ thừa cho một trong hai đứa được. Tụi em muốn xây dựng gia đình là không phải một đơn phương một người được. Chồng chị là một người nóng tính khủng khiếp. Trước chị á là anh không có kềm được bất cứ với một người nào hết trơn. Nhưng chị kềm được cái chuyện anh không đánh chị. Thì bây giờ em có thể sửa được chồng em cái điều đó. Tại vì á, nãy giờ tiếp xúc với tụi em chị cảm nhận được điều nó như thế này. Ngoài cái chuyện chồng em nóng tính ra, chồng em rất thương em, thương lắm. Chồng em mong em là hãy cởi mở, hãy nói đừng có. Mà chồng em rất sợ cái chuyện mà cái hoàn cảnh của em bây giờ. Chồng em rất sợ. Chồng em đang rất sợ cái điều đó. Em mình dung không? Em phải nói, em nói cho chồng em hiểu. Và em đã biết tánh chồng em nóng như vậy thì lần sau á mình né tất cả những cái điều đó đi. Bởi vì sao em biết không? Tránh voi chẳng xấu mặt nào, đây mình tránh chồng mình mà có tránh ai đâu. Đúng không? Mình vừa giữ được cho mình, vừa giữ được cho chồng mình, vừa giữ được cho cái máy ấm của mình. Đã biết bao nhiêu lần chị phải làm điều đó. Có nghĩa là chị né để mà đủ cuối cùng chị được hết chứ chị có mất gì đâu. Và chị rất mong muốn là sau đây á em hãy làm cái điều đó thử đi. Đừng có chiến tranh lạnh với chồng nữa. Và chịu khó tìm hiểu chồng em hơn nữa. Em thử đi.
Em tìm hiểu chồng em. Còn em, tình yêu em dành cho vợ chưa đủ, em phải thương vợ em nữa. Thương giống như em thương con em vậy đó. Thì tụi em sẽ có một cuộc sống khác. Trời, vợ em nó quá đẹp mà. Nó chỉ bị thế là nó khi nó nói á, nhiều khi nó bực, nó nói khó nghe quá. Làm em bực mình á. Thực ra là do cái bản tính công việc của em nữa. Chúng em cũng đã làm về trưởng phòng rồi gì rồi, thành ra giống như cái cách em quen với nhân viên của em rồi. Giải quyết vấn đề là giải quyết dứt điểm tại chỗ, không có chuyện mà nói xong rồi ừ vậy đi. Xong rồi cái là sao, tính em không có như vậy. Một phần là có lẽ do ảnh hưởng công việc đó, của em. Thì chị mới nói là cái cách cầm cương, em hiểu không? Cuối cùng em được hết chứ em không mất cái gì. Chị đảm bảo với em, chị cũng quản lý cả bao nhiêu con người, em biết rồi đó, đúng không? Nhưng mà khi về nhà mình là vợ, mình không là ai khác ngoài là vợ, chứ không có là một cái người nào khác hết trơn. Thì khi chồng mình bực lên, em là vợ, em phải nhịn anh thôi, đúng không nè? Nhưng ở một cái lúc chỗ nào đó, một nơi nào đó, một cái thời điểm nào đó, anh phải là người năn nỉ em. Thì bây giờ chị tha thiết mong em một thời gian nữa em thử thay đổi cái cách em cải thiện chồng em đi. Em thay đổi đi, coi là ra làm sao. Chứ bây giờ cái chuyện tụi em ly dị nhau dễ quá mà, có gì đâu khó. Rồi bên này ký rồi. Đúng không em? Nhưng mà cái hậu quả tới sẽ là gì? Đó, em cứ nghĩ đi, con em mới 6 tháng thôi. Rồi, quyết định vậy đi nha. Oh yeah cái đi. Oh yeah. Đứng lên ôm nhau cái đi. Đó. Đó. Nói câu gì đi rồi. Anh muốn nhân chương trình này, anh gửi đến lời xin lỗi đến em vì những hành động mang tính chất bạo lực của anh. Nên là em hãy bỏ qua cho anh và hy vọng là em sẽ tiếp tục cùng anh đi đến hết con đường này. Đúng rồi. Tại vì tương lai con em chúng ta. Rồi khoan. Hay quá. Tôi đề nghị máy chưa. Đề nghị máy quay cận vô mặt ông chú rể này và hứa một cái gì đó với vợ. Thì tham gia chương trình này thì em xin hứa với vợ cũng như là với chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng toàn thể quý khán giả, anh hứa là anh sẽ không đánh em nữa, không dùng bạo lực đối với em nữa. Rồi cảm ơn em. Rồi, cảm ơn chúng ta sẽ nha. Gặp lại nha. Là em nhìn một hồi cái em lén em hung cái vợ em nó giật mình vậy, cái xạ có bầu rồi dẫn em năn nỉ cái tuần lễ luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp vợ chồng tiếp theo và mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, kính chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Lê Thành Trí, đến từ thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Em đang làm kế toán và năm nay em 25 tuổi. Rồi, mời em. Dạ. Kính chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Bùi Quý Vạn, em đến từ Mỹ Tho, em 25 tuổi. Rồi, nghề nghiệp của em là giáo viên. Rồi, giờ hai đứa quen nhau ở đâu? Dạ, thì năm tụi em học lớp 12 á, do gia đình cũng khó khăn. Thì em với bà xã cũng đi làm giấy xin miễn giảm học phí ở trong ủy ban xã. Thì vô tình gặp ở trong đó. Tại vì lúc trước là có học chung với nhau chung trường rồi. Rồi sau đó thì em chuyển nhà đi nên em phải chuyển trường luôn. Rồi em vô ủy ban xã mà em gặp lại bạn cũ em mừng. Em lại hỏi chuyện liền mà nhưng em không nhớ tên. Ấn tượng đầu tiên em gặp ông xã là ốm với hơi nhút nhát. Mà em thấy anh cũng dễ thương rồi. Cái em mới xin số điện thoại rồi. Em á hả? Cái gì em nhờ bà xã em lấy giấy tờ giùm em luôn. Tức là lợi dụng luôn đó, lợi dụng luôn. Xin giấy tờ thì làm sao để rồi lấy giấy tờ giùm đó. Thôi chứ không hồi đầu cũng thấy có ấn tượng để kiếm cớ nói chuyện tiếp. Kiếm cớ phải không? Rồi sau đó về có nhắn tin qua lại cho nhau không? Dạ có, ngày nào cũng nhắn hết trơn á. Trời, nào cũng nhắn hết. Lúc đó đang nhắn tin cái với vợ em, cái điện thoại vợ em kêu hết tiền thôi để mai mốt rồi nạp tiền rồi nhắn. Điện thoại cũng còn được mấy ngàn, em bắn cho vợ em 4.000 tiền điện thoại để nhắn tin. 4.000 tiền điện thoại. Dạ. Cái tự nhiên em bắn tiền xong cái vợ em nó điện thoại nó hát cho em nghe hai bài. Tiện em vô tình em bất ngờ quá cái thích tiền, tự nhiên từ đó cái nó thích luôn. Thích luôn vậy. Rồi yêu nhau. Tỏ tình với nhau qua điện thoại là thường xuyên đúng không? Dạ. Rồi ví dụ như hết cạc thì có thể nạp cạc được. Và nếu như điện thoại hư thì tỏ tình bằng cách nào? Đó tụi em viết thư. Viết thư. Cái trước cổng nhà vợ có cái miếu nhỏ,
cái em viết thư xong em chạy ra miếu em để chỗ đó, cái em chạy về, cái vài bữa sau em chạy ra lấy lại tá thư mới đem về. À, để ở trong miếu. Miếu hả? Trời, vậy lộng từ ở miếu đó chắc không đọc được hết rồi, đúng không? Bởi vì cái mối tình này là có thần thánh chứng giám luôn. Dạ, thì cũng nhờ ông miếu đọc được thì năm nay tới giờ đây hai chồng em mới được đến được cái nhà. Rồi bây giờ trong cái lúc yêu nhau có kỷ niệm nào đáng nhớ không? Thì em nhớ có một bữa đó là đi hát karaoke chung với nhóm bạn, cái vợ em hát quá trời cái mệt, nằm dựa vô bạn cái em chạy lại em nhìn một hồi cái lén em hung cái. Chứ đương quá. Lén lén, không tưởng làm gì hung cái. Ờ, vợ em nó giật mình vậy, nó thấy em hung á, cái sợ có bầu rồi giận em năn nỉ cái tầng để luôn. Dễ thương quá. Mà không hung cái đâu mà em sợ có bầu. Em sợ có mồi. Dạ. Em có đáp lại không? Dạ không. Em quạo, lúc đó em quạo rồi em về luôn. Nhưng mà lúc đó là em sợ có bầu thiệt luôn á hả? Dạ. Sợ. Em nghĩ vậy. Có mua đồ que gì về thử không? Không, em chỉ sợ thôi. Từ lúc yêu nhau cho đến lúc mà cưới nhau là mất bao nhiêu lâu? À, khoảng 4 đến 5 năm. 5 năm lận luôn. Là đúng trong rồi. 5 năm là các em là tình yêu trong sáng đúng không? Dạ. Có vượt quá giới hạn gì không? Dạ không. Dạ thì... Cái lần tới nhất là nó tới đâu? Tới nhất là em mới gạ đi vô khách sạn nhưng mà giờ em không cho. Kể đi cái đó làm sao? Hai chồng đi chơi mà cũng bị mắc mưa đó. Em mới nói vô chồng ấy đục mưa. Giờ em mới ngồi sau lưng nhéo em rồi không cho vô. Lúc đó quẹo vô thiệt luôn á chị, quẹo lên tới cổng luôn. Em kể đi. Lúc đó mưa mà... cũng có mặc áo mưa mà anh suy nghĩ em lạnh, tại vì có phía sau chỉ có một cái vạt thôi đó, nghĩ lạnh thôi thôi mình đi vô khách sạn mình đục mưa đi. Cái em mới đại em tưởng đâu giỡn, thường anh cũng hay giỡn lắm. Cái em nói em nhéo, cái em nói thôi vô cổng làm gì. Cái anh đậu tới cổng rồi, cái em nói vậy thôi xuống, cái em nói vậy thôi giờ em đi bộ về. Cái vợ cái em giận em đi bộ một nước rồi anh chạy theo. Rồi nói nghe nè, vậy lúc lấy nhau rồi cái đêm tân hôn mà rồi biết cái gì không? À, đêm đó đêm hợp lệ rồi đúng không? À đêm đó chắc thì là... hai vợ chồng cũng vô mùng tính, cũng tính hết trơn rồi mà đuối quá chịu không nổi rồi nằm ngủ luôn. Trời ơi, sao mà nó trớt he vậy trời. Rồi qua bữa sau sao? Phải có tân hôn qua chứ. Qua bữa sau thì hai chồng ở quê xuống ấy, thành phố Mỹ Tho chuẩn bị đi làm á. Thì mấy đứa bạn ở Mỹ Tho cũng rủ ghê ra ngoài. Xong rồi về cũng mệt quá, ngủ tuốt. Ngủ luôn. Tây... Tây... Thôi kể đêm thứ ba để cho người ta kể. Mỗi lần nghe trời ơi, tôi cần nghe. Rồi đêm thứ ba làm sao nào? Tới cái đêm thứ ba không có ai làm phiền nữa hết á, thì mới rủ vợ ra khách sạn cho thoải mái, tại ở nhà trọ cũng hơi nhỏ với chặt á, với gần kế có chủ nhà sát vách luôn, cũng hơi bất tiện ra đúng ngoài rồi, ra ngoài để cho người ta kể, đừng có nhảy vô họng người ta, để cho người ta kể ra ngoài đi. Khách sạn làm cho thoải mái cũng tốn hết, cũng cả 200.000 à, cũng thoải mái thiệt nhưng mà cũng không có kinh nghiệm, cũng ba tật ba vuột. Rồi sau đó là thoải mái đúng không? Sau đó thì... Có thích không? Hay là mệt mỏi, sợ hãi? Em thì lúc đó em mệt với em sợ. Với phần em cũng chưa có muốn có bé sớm á chị. Rồi em cũng định ngừa nhưng mà chồng em nói thôi miễn sinh năm nay là cùng tuổi với hai chồng nên hai chồng để luôn. Mà chắc cũng khoảng cần 4 tháng sau mới có. Cứ tháng nào anh cũng hỏi em gì nè. Ủa có chưa? Có chưa? Sao thấy bữa nay em ăn ít đó, thường ngày em ăn nhiều đi lắm. Rồi cũng không có. Một lần á, anh đi mua một trái mãng cầu gai, mãng cầu sim mình á. Anh về anh nói, anh đi tắm nha, anh đi tắm, xách cái điện thoại vô, ngồi coi phim trong 45 phút. Rồi ở ngoài đây em thèm, chảy nước bọt luôn. Em ăn hết một trái mãng cầu gai 1kg luôn. Mà thèm gà, đó đúng không? Dạ, gà còn vỏ không, anh nói trời ơi kỳ vậy, sao mới về ham ăn với anh rồi. Là dạ, lúc thêm. Đó là có bầu đó phải không? Dạ lúc đó có khoảng chắc em nghĩ trong khoảng 2 tuần, tại vì 2 tuần sau tụi em mới đi siêu âm là 4 tuần. Dạ. Rồi giờ cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ cũng gần 2 năm rồi. 2 năm em bé được bao tuổi rồi? Dạ em bé của em được 8 tháng. Sau khi cưới nhau anh ấy có lòi tật xấu gì ra không em?
Dạ nhiều lắm. Nhất là tật xấu là hay bề bộn á. Về là đôi dài đằng đây, một chiếc đằng kia, rồi xong rồi đôi giới đằng đây, rồi xong có nhiều khi đôi giới nằm trên võng, nhiều khi đôi giới nằm trên tủ luôn. Rồi có một tật xấu là mê game. Chơi game gọi là chơi miết, chơi hoài, kêu cỡ nào cũng không chịu dừng. Rồi đi mê xách điện thoại vô coi phim trong nhà vệ sinh, mà lúc mà đi vệ sinh anh coi chắc cũng cỡ một tập 45 phút đến 1 tiếng rưỡi. Trời ơi. Không ngồi đâu coi trong nhà vệ sinh luôn. Rồi, nghe nè, cỡ vô. Dạ, ảnh tắm vô, bước vô phòng tắm là không bao giờ xả nước. Cỡ đồ ra xong cái trà, trà từ trên trà xuống, trà lên, trà khô nha, trà khô, thiệt là khô luôn, trà. Hoài chắc cũng có nửa tiếng à, mới xả anh kêu. Anh ơi, hình như anh tắm, anh chưa xả nước á. Ôi trời trời trời, quên nữa, thôi xả nước tắm. Lúc nào cũng phải nhắc. Khô lần sau chặt khô. Vô tắm bằng mồ hôi á. Kỳ hồng. Không xấu nước luôn hả? Kỳ xong rồi đó, rồi mới đi ra. Xối xả xuống. Rồi còn tật xấu nữa không? Hay hết rồi. Thôi tha nó đi. Hết rồi. Bây giờ tới em đó. Tới em thì gánh gánh cái lôi em ra cắn. À, ngứa nú răng. Kêu buồn buồn là bả bắt em nhổ lông nách cho bả. Đó đâu phải tật xấu đâu. Đó ta nhờ giả mà. Đáng yêu. Cắn là ta cưng mà. Tại em bị cận á anh, rồi em lúc trước á thì em nhờ anh gọi đèn. Đâu có gọi tập trung gọi đâu, gọi hồi lên mặt em luôn. Em mới thôi vậy thôi nhổ luôn đi, tôi gọi đèn cho. Đó, rồi gì nữa? Tính tiết kiệm. Kiệm sao? Hợp tiện. Nhiều khi mua đồ bận em cho tiền mua. Cái toàn mua đồ thanh lý không à. Với lại ăn uống thì hay sử dụng ở đồ cũ nhiều lần quá. Em cũng không thích. Rồi có phát lương không? Thì ở nhà thì vợ phát lương cho em, chứ em không phát lương cho vợ. Thì đúng rồi đó, dạ. Biết mà. Biết. Ngày được 20. Cái sau này thấy ít quá, cái thấy người ta cũng được nhiều hơn, cái đòi vợ, cái vợ cho lên 50. Cái em mới nói vợ cho 50 thì thương 50% thôi, chứ không có thương nhiều nha. 100 thì được 100%. Bây giờ được nhiêu, giờ nói tóm lại được nhiêu nè? Được 100 ngàn ngày. 100 ngàn ngày. Ngon rồi. Trời ơi, hiền nhiều hơn tôi rồi. Tại vì em cho 100 ngàn là nghĩa là em sẽ nhờ mua cái gì ở ngoài nữa. Ví dụ như về sẽ mua, ví dụ như mua bánh hay mua cái gì đó lặt vặt là cuối cùng cũng còn 50 mà. Rồi bây giờ có mong muốn thay đổi điều gì? Em cũng mong muốn vợ em nó thay đổi là bớt cái tiết kiệm với hà tiện lại chút xíu. Cái nào đáng thì mình làm, nào không đáng thì mình nên bỏ. Nhất là ăn những cái đồ cũ á. Dạ. À, đúng không? Với lại bớt càng ngàn ở xíu. Dạ, có nhiêu đó rồi. Còn em? Em thì em mong chồng là cũng như quan tâm gia đình chút xíu. Ví dụ như là làm cái việc gì á thì em thích là cùng làm hơn. Ví dụ như quét nhà, người leo nhà hay cái gì đó, mình đừng ôm điện thoại nhiều quá. Bớt game lại, tại vì em nghĩ game nó cũng không tốt lắm. Chỉ để được mình giải trí, khuây khỏa thôi. Rồi còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Dạ. Hai này dễ thương mà. Nói nghe nè. À, cái vụ mà ăn đồ ăn lại đó, thực ra cái đó nếu mà mình biết cách á thì là cũng không có đến nỗi nào, tại vì nếu mà mình ăn không hết mình đổ đi hết á thì cũng rất là phí. Nhưng mà em nhớ là cái đồ ăn của mình nó chỉ được 11 tiếng đồng hồ đến 12 tiếng đồng hồ. Đó là với điều kiện để tủ lạnh nha, còn nếu mà để ở ngoài á thì là trong một ngày là ăn hết luôn, không có tối là mình dùng. Nhưng mà cái tính tiết kiệm là tính tốt. Nhưng mà tiết kiệm đúng cái, đúng cách. Đó là vậy, chứ không phải là cái gì mình cũng chặt, cái gì mình cũng xiết. Người phụ nữ mà có cái tính tiết kiệm là rất tốt luôn. Nên giữ nhưng mà phải phát huy theo cái chiều hướng tích cực. Đó là như vậy. Còn hai đứa là quá dễ thương. Quá rồi. Dễ thương. Rồi. Rồi, xin chào hai em nha. Cảm ơn hai đứa nha. Cảm ơn hai chị nha. Can you speak Vietnamese? Yes, of course. Okay. Chào mấy người Việt mà. Tôi nhìn tôi tưởng là người nước ngoài không à. Xin chào hai bạn. Hai bạn có thể giới thiệu về mình. Em tên là Sơn Bách, năm nay em 29 tuổi. Hiện nay em đang là nhân viên hàng không ở cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Trời ơi, hàng gì nó cao gấp đôi tôi luôn á. Dạ, em là Hoàng Yến, năm nay em cũng 29 tuổi. Em hiện là nhân viên của một công ty Nhật Bản về xuất khẩu. Vậy cũng có dính đến Nhật Bản. Nhân viên anh bất quê. Tôi nói anh nói là hai vợ chồng này có cái gì nó nhật cái chồng nó mà nhật gì. Rồi, cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Em với bây giờ em có một bạn thân chung, thì cái bạn chơi chung đó cũng hay đưa hình của nhóm này nhóm kia cho tụi em coi.
thì vợ em thấy hình của em trước. Lúc mà em ở sân bay á, thì vợ em đi thì thấy em thì thấy quen, cái định gây chú ý với em, cũng đi tới đi lui trước mặt vậy đó. Trời ơi, đang đứng là tự nhiên các bạn tới lui. Tại vì á là em thấy quen, em tính lại em hỏi chuyện và em hỏi xem là em có thể nào check in sớm hơn hay được hay không thì nhưng mà anh cao quá là cái tầm mắt anh nó chỉ nhìn phía trên, em thì đứng phía dưới, thế là anh không thấy em, cái em cũng phải đi qua đi lại vậy nè. Mà em đi qua đi lại khoảng chừng 100 bận thôi. Chừng hai ba bận á. Chứ cũng có duyên á chứ. Chứ giờ thì chị đi máy bay đi sân bay hoài chị có gặp bạn này đâu. Đúng rồi. Bây giờ ấn tượng sao nè. Em là tại vì em thích những cái người cao. Em có hai người bạn trai trước thì bạn nào cũng cao trên 1m7 hết. Thì lúc đầu nhìn mặt anh này trong hình là em đã thấy rất là thiện cảm rồi. Em đi ra thì em thấy lại cao nữa thì em rất là kết. Kết? Dạ, tại vì là đi tới đi lui. Đi tới đi lui để bắt chuyện nhưng mà không được. Thế là đành đi vô luôn. Rồi sao? Xong rồi sau đó là cái bạn chung đó tổ chức đi Singapore chơi. Thì bạn nó mới rủ em thì em mới đi theo thì gặp nữa có đi thay lùi nữa. Dạ không, lần này là nhìn nhau là thằng luôn. Rồi bao lâu thì cưới? Khoảng 1.5 năm thì cưới. Trong 1.5 năm đó là chuyện tình của các bạn có trơn tru hay không? Dạ tụi em cũng hợp gu á nên là ít khi cãi vã chia tay. Chỉ là những cái nhỏ nhỏ vụn vặt thôi, nhưng mà trước khi đám cưới chừng 6 tháng á thì bắt đầu là ngồi nói chuyện với nhau để mình sau khi mình cưới mình sẽ có những cái gì với nhau. Thì cãi nhau là em hủy đám cưới luôn. Có nghĩa là chuyện tài chính. Bạn á là bạn muốn 5 năm tại vì là nam nữ bình đẳng. Nhưng mà ý em á là em muốn là anh là đàn ông trụ cột thì em muốn anh nhiều hơn là ví dụ như 7-3, 6-4. Thì anh này anh nặng lời với em. Anh nói là em suốt ngày chỉ biết tiền bạc thôi, lúc nào chỉ nghĩ về bản thân mình. Thế là em tổn thương quá tại vì em không phải là em là người tiền bạc. Nhưng mà em muốn là chồng đưa nhiều hơn một chút để em có thể có sự dành dụm. Nhưng mà chồng em thì chưa hiểu lắm nên là nói nặng em vậy. Thì em nói là nếu mà suy nghĩ như vậy không có hợp nhau thì thôi hủy hôn luôn. Không đám cưới gì nữa. Rồi em như thế nào? Thì lúc đó em cũng bực. Thì nói kêu em đi về, cái em bỏ em đi về luôn. Sao hôm sau em bắt đầu suy nghĩ, rồi mới xin lỗi quay lại. Rồi cuối cùng là tôi đang muốn biết là 64 hay 73? Dạ em thì em đưa 75% lương về, còn vợ em chia sao thì em cũng không biết luôn. Rồi bây giờ sau khi cưới nhau thì như thế nào? Em có phát hiện ở vợ mình có một cái thay đổi gì so với lúc trước khi cưới không? À, sau khi cưới thì em thấy vợ em có cái mức độ kiềm chế cảm xúc thấp. Ví dụ như là xài mạng ở nhà anh, mà mạng ví dụ như hay chậm tí là bực lên là cầm điện thoại quăng nhíu. Hả? Đập bao nhiêu cái rồi? Cũng hai ba cái. Thôi cũng hết. Xong rồi thí dụ như đang nói chuyện gì đó mà thấy không vừa lòng là quay ra bắt đầu hành hạ em. Hành hạ như thế nào? Chơi mấy cái trò mà biến thái với em, thí dụ như là đang đứng cứ quay ra bứt lông rúng, chọc lét, chọc rúng. Nhiều bữa mà bực trong người hay gì á, em đang nằm đó, quay qua cắn. Cắn đâu? Tự chỗ anh ơi, tùy bữa. Cắn theo cảm xúc á, tùy bữa. Vợ em có cái sở thích quái đản quá vậy? Cắn mỗi ngày như là thú vui vậy. Trời ơi, tội nghiệp quá. Như vậy là chắc là bây giờ che là chỉ còn cắn hai cái bàn tay là không cắn đâu đúng không? Em có bực mình về chuyện đó không? Dạ thì lúc đầu thì cũng bực nhưng mà sau đấy cũng quen chị ơi. Đúng rồi, thấy mặt kể rất hạnh phúc. Giờ tới vợ đi. Dạ có một cái là ảnh bị bệnh lười, có nghĩa là ảnh đi làm về bớ ảnh không có để một chỗ cố định đâu. Anh cởi ra em không biết cởi như thế nào mà nó thành một cái cục vậy nè chị. Hai cục cái anh quăng giữa nhà. Mà em kêu cất vào thì không, cứ để đấy. Mà cứ đi ra đi vô là ngay giữa nhà. Xong rồi quần cũng vậy, cũng để ngay giữa nhà vậy đó. Mền á, mền ví dụ như em đi làm thì anh dậy sau tại vì anh làm theo ca. Không, để cuộn tròn. Đằng nào tối cũng ngủ mà. Đằng nào tối cũng ngủ nên là cứ cuộn tròn để đó. Mà để gối rồi mỗi cái một nơi. Mình về mà mình thấy cái giường nó tẩy hoài lên. Mình rất là bực mình, mà nói hoài mà không chịu làm. Xong lúc đầu em còn dẹp nhưng mà lúc sau là em để luôn. Ở nhà thì công việc nhà là ai làm? Trước khi cưới là tụi em đã phân chia rõ ràng. Ví dụ như tỷ lệ 73-64. Dạ 5-5. Ví dụ như em nấu cơm, phơi đồ thì giờ em rửa chén, quét nhà. Bây giờ tụi em mong muốn thay đổi gì? Anh bớt cọc tính lại chút. Nhiều khi em con gái thì nhiều khi anh cũng phải nhường em một chút. Chứ đằng này sòng phẳng quá thì em cũng thấy em giống như con trai vậy đó. Sòng phẳng gì? Có nghĩa là cọc quá ảnh không có nhường em á. Em muốn là ảnh chiều em hơn. Trời ơi trời, vậy còn chưa chịu nữa sao? Bứt gần hết cái đùi lông rúng không rồi đó. Em chẳng muốn vợ em bớt bứt lông em hả? Không, cái đó là thú vui mỗi ngày rồi. Bây giờ chấp nhận rồi, nó là một cái gia vị tình yêu rồi. Ngày nào mà không bứt dám ông ăn cơm không được. Ủa chị suy nghĩ hoài cái chuyện tụi em phân chia công việc nhà mà 50-50 làm sao mà sòng phẳng được ta? Là tại vì á công việc nhà nó rất nhiều những chuyện không tên á, rồi làm sao mà chia?
đây rồi còn có con nữa rồi chia làm sao? 5 năm. Lúc đầu cũng có nhiều cái trục trặc, ví dụ như là đã nói là rửa chén rồi nhưng mà ông cũng để dồn đó. Xong mình thấy nhiều thì mình cũng phải đi rửa. Thì lúc đó lại cầu nhau nhau, cãi nhau một chút thôi. Nhưng mà sau nói vài lần chắc cũng hiểu nên là cũng tự giác. Nhưng mà chỉ có mỗi cái tật là cởi vớ với lại sếp mình là không làm thôi. Em không hiểu tại sao, nói hoài mà không làm. Vậy thôi khỏi giặt luôn đi. Lúc đó được bao lâu? Đây là một cuộc sống vợ chồng rất là Tây. Dạ. Thành ra là tụi em nó rất là thoáng trong cuộc sống vợ chồng mà rất là hiện đại. Dạ. Chị thì cũng rất là ủng hộ cái quan điểm này, nhất là cái vấn đề tụi em đã có một cái sự thỏa thuận trước hôn nhân. Nhưng mà theo chị thì mình không thể triệt để được hoàn toàn như những gì mà đã giao ước đâu. Dạ. Chị nói ví dụ phân chia công việc ok được. Nhưng bây giờ em phân chia theo kiểu như thế này, những cái việc có tên nặng là để cho chồng. Dạ. Còn những cái việc mà nhỏ trong nhà, giặt giũ hay là rửa chén hay là những cái dọn dẹp đó em lãnh đi. Dạ. Còn những cái việc nặng hẳn. Dạ. Tại vì nếu mà có thể chờ được anh không làm, buổi sáng buổi tối anh cũng phải làm. Dạ. Đó thì dạ. chị nghĩ là em nên phân chia lại một chút. Dạ. Xíu, hiểu không? Đó, ý là như vậy đó. Hai em là chưa có em bé? Dạ chưa. Là do kế hoạch hay là chưa có duyên? Dạ chưa có duyên. Thế tụi em có muốn có em bé không? Dạ có. Trước khi anh nói điều này thì trong một ngày đẹp trời anh nhận được hai tin nhắn của hai cặp vợ chồng từ Đồng Nai và một cặp vợ chồng ở Đà Nẵng. Yeah. Thì người ta đều nhắn một câu là cảm ơn anh Thuận. Yeah. Chúng em đã có tin vui đó. Thì muốn chia sẻ với quý vị luôn, ngoài cái vấn đề là tham gia chương trình Vợ Chồng Son, được lên truyền hình nhiều, được quý vị biết nhiều, thì một cái điều mà Quốc Thuận cho tới giờ phút này cảm thấy rất vui và tôi rất vinh dự và thậm chí là rất hãnh diện là bởi vì mình mang một chức danh đó là ông mũ. Và nhân đây hôm nay có một cái duyên ngồi với hai vợ chồng em, thì anh Thuận cũng xin chúc hai vợ chồng em mau sớm có một tin vui, sẽ có một em bé kháu khỉnh ra đời nha. Dạ, cảm ơn anh. À, mình tên là CJ, mình đến từ Nigeria, mình 31 tuổi. Hiện nay thì em đang là YouTuber, em cũng làm trong nghề giáo dục nữa. Em ở Việt Nam lâu chưa? Em ở Việt Nam được 8 năm rồi. Chào các quý vị khán giả và chào chị Hồng Vân và anh Quốc Trượng. Em tên là Phương, mọi người hay gọi em là Obi. Em 31 tuổi, hiện tại thì em đang làm một công việc chiếm rất nhiều thời gian nhưng mà không được trả lương. À, là làm vợ. Là mẹ. Em bé rất là biết khen chọn, rất là chọn những cái nét đẹp của mẹ, nét của bố, chọn hết. Nét đẹp của bố là cái gì nào? Là tất cả mọi thứ luôn, bố làm cho có gì xấu đâu. Cho anh Thuận biết coi là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Mùng 9 tháng 3. Bạn em mới rủ em đi chơi, em lên trên bờ hồ đi bộ. Đi được một lúc, ở đâu ra tự nhiên có hai anh người nước ngoài chồm từ phía sau ra, trêu em. Bám vào vai em, trêu ok cho trêu, mình không phản ứng thì người ta sẽ không trêu nữa. Nhưng mà bạn em thì rất nhanh mồm nhanh miệng, quay ra giao tiếp luôn. DJ thấy bọn em có nói tiếng Anh, nói tiếng Anh kia. Bọn em đang định đi về thì DJ có ngỏ lời là các em có bận không hay là ngồi uống với anh một ly. Em thì cũng nửa muốn nửa không, nhưng mà em nghĩ là thế cũng chẳng mất gì, mình cũng đang single. Hôm đấy cũng hiểu năng lực ở đâu ra, mình cứ gặp ai cũng treo. Mình thấy bạn gái nào đang chụp ảnh thì mình nhảy vào, mình hỏng cả ảnh, mình chụp với luôn. Xong bắt đầu thấy hai cô gái đang đi trước mặt mình, là mình cứ treo nốt đi. Nhưng mà chị muốn hỏi em nè, tại sao em lại không để ý bạn kia mà em lại để ý bạn này? Thực ra lúc đầu em không để ý hết cả, em cứ chỉ quả thần thái trêu mọi người thôi. Tại sao em lại chọn bạn này mà không phải là chọn bạn của Jay? Lúc đấy em cũng có muốn chọn ai đâu. Mà thật ra bạn này là người da đen đầu tiên mà em gặp ở Việt Nam. Lúc đó gu của em là những người đẹp trai theo kiểu da trắng, mũi cao, mắt xanh. Thì ý em là sao anh không đẹp trai à? Và em gặp anh này, ban đầu em còn mà trông. Nhưng mà và sau lúc đó đấy, thì đấy là em thích anh bạn cơ. Bạn lúc đó là đúng gu em, da trắng, râu rậm. Bây giờ mà không đâu, câu chuyện này thì có biết. Nhưng mà được cái là bạn này thì nói chuyện rất nhiệt tình và rất tập trung vào mình. Còn bạn kia thì lại ngồi bấm điện thoại và thi thoảng đá mắt sang đá được một vài câu thôi. Hai bạn bắt đầu những cái cuộc đi chơi tiếp theo nó như thế nào? Để em kể cái này. Sau hai hôm sau thì mình đang đi làm thì tự nhiên thấy có người gọi video call. OB gọi điện cho mình, xong rồi tắt đi luôn. Xong mình nhắn tin luôn là ơi, nhiều anh đấy hả? Em bấm nhầm đấy chứ không phải nghĩ gì. Bao nhiêu người trên tin nhắn cũng bấm nhầm, bấm đúng của mình. Thế tối nay như thế nào, rảnh không? Gặp nhau tí. Là ok gặp. Thế là bắt đầu gặp lần thứ hai. Em bấm nhầm thật, nhưng mà đến bây giờ chồng em vẫn không tin là em bấm nhầm. Rồi bao lâu thì là anh ấy mới tỏ tình với em? Ôi nhanh lắm ạ. Ba hôm sau hay sao ấy?
lần đầu tiên gặp này xong thì đến hôm sau, xong rồi dẫn em đi karaoke với bạn bè là ngồi đã rút một cái nhẫn ra để đeo vào tay em rồi. Em bảo tại sao lại tặng nhẫn cho em, và tự nhiên anh cảm thấy anh muốn tặng cho em. Thế xong lúc sau lại quay sang đòi hôn em, anh hôn em được không? Em bảo dạ trời đất ơi không, em không quen như thế. Tối chủ nhật đấy về là chưa được hôn em, cũng cú khó rồi chịu đó. Chắc là chắc là bình thường tán ai là đổ luôn, cho nên là thấy tán mãi không được hôn. Đương nhiên rồi, đẹp trai thế này chứ không, thực ra là hôm đấy là mình chỉ có một cái nhẽ, mình chỉ thấy nó vui mà người đang hát karaoke mình chỉ tặng chứ mình không có ý gì cả. Em nhận nhẫn nhưng em không cho hôn. Lần thứ ba là gặp là đưa em đến vườn Bách Thảo ở Hà Nội, xong rồi nói với em là anh biết nói cái điều này thì em không tin đâu nhưng mà anh yêu em. Cái này cũng có nhớ đấy. Cứ mỗi lần em gặp bạn này xong về thì cái cảm giác của em có bồn chồn, có xốn xang, có... Thực ra là không. Lý do tại sao em lại đặt mục tiêu là em phải yêu cô bé này là bởi vì lần thứ hai mà mình gặp nhau á, em có đang kể một cái câu chuyện về có một cái hợp đồng đã gần bị hủy. Em còn nói cái giá tiền đó thì cô ấy còn nói một câu làm em rất là cay. Kể luôn ra đi. Tức là đấy là tiền mà em kiếm trong một tháng. Thì cô ấy bảo số tiền mà mình thiêu trong một ngày. Cô ấy nói cảm thấy rất là tự tin á. Tính này rất là hay đấy. Thôi chắc là mình thử xem là có đổ không. Sau mình bắt đầu tán, cô này có một cái gì đó rất là đặc biệt và mình rất là thích, nhưng mà chưa gọi là yêu đến mức. Em thấy anh này ảnh rất là dẻo miệng và thậm chí là có một cái cá tính rất đặc biệt như vậy. Em có sợ là ảnh thuộc dạng người trăng hoa? Em tự nhận mình là mình có một cái trái tim rất dũng cảm, mình hầu như mình không sợ gì hết. Cái việc bạn ấy thích em thì em có thể đoán được. Vậy là bao nhiêu lâu thì bắt đầu em có cảm tình thực sự với anh này? Ba tuần. Và trong 3 tuần đó cái tình cảm của các em nó đi tới đâu? Nó đi tới bên. Sau một thời gian thì em cũng cảm thấy là cái cảm giác mình cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh người này. Rồi mình cảm thấy mình được là chính mình được vui, được buồn, được khóc, được cười một cách thoải mái nhất. Và thế là em nhận lời. Trao trọn hết trận. Để xong kể cái này. Cái hôm mà cô bé Đồ Mỹ yêu em rồi đúng vào mùng 1 tháng 4. Thôi kể ra đi. Thì hai người đang làm chuyện ấy. Thì tự nhiên mình nghe cái câu I love you. Mình nghe mình sốc quá, trái tim nó kiểu muốn rơi ra ngoài luôn á. Bởi vì mình không ngờ. Ba hôm sau mới tin là em đã chính thức có người yêu. Trước khi cưới thì hai bạn có biến cố gì xảy ra? Hai lần. Ai là người chủ động đòi chia tay? Tại sao vậy? Mình là đàn ông. Những lúc mà có vấn đề gì về tài chính mình luôn luôn mất tự tin. Đúng rồi. Có một đợt mà mình đang làm kinh doanh thì mình bị phá sản. Từ lúc quen em là anh đen. Lúc đây là mình yêu được hơn 2 tháng. Cuộc đời của em cảm giác như là bị lăn lộn luôn. Em không đủ sự tự tin để mà đáp ứng yêu cầu của một phụ nữ nào đó. Tài chính đang rất là tệ. Thậm chí là một ngày mình có 20.000 đồng trong túi thôi. Mình không biết sáng hôm sau mình sẽ ăn gì luôn. Cho nên là mình cảm giác như là thôi. Tâm trạng là mình đang thế này. Tiện thì chết em luôn. Nó rất là tiện để mà thôi. Dừng xong lại. Thì em bảo cô sang để lấy đồ của em được không? Xong là lúc sang thì cô vào. Xong là cô lấy hết đồ xong bế ra ngoài. Xong bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau. Ôi, đây là tối mà em biết là em dỗ vợ em. Em phải dỗ vợ phải 3-4 tiếng liền. Rồi trên tay em, em khóc nhưng vẫn phải dỗ bằng được. Bởi vì em không muốn là ra khỏi nhà em mà đang kiểu... Bởi vì em vẫn yêu, thực sự là em vẫn yêu. Sau cuối cùng vẫn quyết định chia tay. Với lúc đấy em dỗi rồi, đòi chia tay em dỗi rồi. Dỗ mấy em mất cũng giá sẽ... chứ đúng không? Đúng rồi. Có giá. Rồi sau đó bao lâu thì mới huề lại? Một tuần sau, một tuần. Gọi em ra nói chuyện. Xong là hỏi hàn gắn lại được không? Là lý do là như thế này. Thứ nhất là mình nhớ. Và lý do thứ hai, cô này rất là khô nhé. Đang một cái ảnh vô cùng sexy mà một cái váy xanh đăng lên Facebook, mình bảo trời ơi, trời ơi, đây là những gì mà mình từng có, tại sao lại vậy, sao xinh thế này trời. Bảo thôi được rồi, thế này anh rồi. Quay lại, anh xong, quay lại. Xong lại còn chùm một cái góc nhá, làm chân dài ơi là dài, làm tất cả mọi thứ nó rất là hoàn hảo nhưng mà thế này không thể cho đi mắt, không thể trong mắt được. Anh thực sự ngu ngốc. Không đời nào. Chính xác, anh thật sự ngu ngốc. Đúng là người ta vẫn có câu là ngon như người yêu cũ của bạn. Đó. Nhưng mà em thì sao? Lúc mà sau khi em quyết định là chia tay với ảnh thì cái quãng thời gian đó của em như thế nào? Cảm xúc em sao? Lúc đó là em bị chia tay.
em như vậy, em có đâu có muốn chia tay đâu, nhưng mà bởi vì là mình bị đá cho nên mình rất là cáu, rất là cay. Em tin chắc chắn rằng là cái việc anh ấy sẽ gọi lại cho em là điều gần như là 100%. Thế là em 7 ngày đấy em cứ vui sống. Bởi vì lúc mà nói chia tay em ấy thì là em thấy rất là sốc. Em nghĩ là không thể nào vì một cái chuyện như thế mà chia tay được. Thế nhưng mà sau khi mà em khóc, mà em dỗi hờn rồi em đập phá lúc mà nói chia tay em xong ấy, mà vẫn cứ thấy dỗ em là em biết là vẫn còn nhiều lắm. em biết. Còn lần thứ hai thì sao? Lần thứ hai là chí mạng đấy ạ. Đó là em đã vực lại kinh tế chưa? Lúc đấy còn kinh khủng hơn. Mình xác định là mình sẽ đóng cửa cái công ty của mình. Thời gian đấy gọi là thôi toàn luôn. Đó, và lúc đấy mình cũng phải về nước. Cô lúc nào cũng cố gắng hết mình để ok giữ liên lạc nói chuyện này các kiểu. Mình cố gắng hết mình để đẩy xa ra, để mình không có gì liên quan đến nhau cả. Thậm chí là mình từng nói cái câu là anh đã hết yêu em rồi. Thì là mình block hết mọi thứ. Block số điện thoại, block Facebook, block tất cả mọi thứ. Mình quên mất Zalo. Ôi trời ơi. Em hứa em sẽ không nói chuyện về vấn đề này nữa. Em hứa em chị em mà kệ. Thế là mình cũng ngốc, mình cũng tin. Lại unblock. Lại bắt đầu nói chuyện bình thường. Trong lòng của em, thật sự em chưa bao giờ em biết yêu. Em về nước xong thì thực sự là em rất nhớ. 2 tuần rồi gì đó. No, 2 tháng hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng rồi. Thực sự là em nhớ lắm. Xong là mình không hiểu tại sao mình lại nói cái câu I miss you. Mình cũng không hiểu tại sao mình cũng không đi nói, mà nó cứ tự nó cứ ra thôi. Nó cứ phọt ra thôi. Nó cứ phọt ra thôi, mình không kiềm chế lại được nữa. Mình nhớ lắm. Đến về Việt Nam thì bắt đầu có cái chuyện là thỉnh thoảng cô ấy lại nhắn tin. Anh ơi, bọn chó nó nhớ anh lắm. Anh có đến dắt chúng nó đi chơi không? Cứ lễ cớ để mà gặp mình. Xong mình lại gặp. Xong thỉnh thoảng mình lại ok gặp một chút xíu. Mình lại gặp, mình bắt đầu gặp từng xuyên hơn một chút xíu. Đó, sau một thời gian thì thôi em kể nốt đi. Cái gì? Thật ra là cái câu chuyện anh ấy về nước là diễn ra sau khi bọn em gặp lại nhau. Cụ thể là cái đêm Halloween em có nhắn tin rủ đi chơi, đi hóa trang. Nghe nói là hôm đấy chỉ còn có 19.000 trong ví. Thế là từ chối, không đi với em. Và em được tặng một chai rượu. Thế là ngay lập tức em nghĩ đến mình có thể dùng cái chai rượu này để mình dụ. Uống xong thì tự nhiên ông này nhổm dậy hôn em. Thế là em mới, lúc đó em mới nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Em bảo như thế này là chắc chắn là chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Và thế là đấy là hôm đầu tiên gặp lại sau suốt một cái khoảng thời gian chia tay mà nhất định không gặp em. Là hơn 2 tháng. Xong rồi mấy hôm sau thì em biết anh này sẽ về nước. Thì em mới bảo là có cần giúp gì không thì em qua em giúp. Hôm qua giúp đấy là chốt luôn đó. Lúc đấy là em phải đặt vé rất là khẩn cấp. Mà em chỉ còn mỗi 20 triệu thôi. Tiền mà em đã tiết kiệm rất là lâu rồi. Mà cái tiền vé máy bay cả đi cả về đến tận 34 triệu. Xong cuối cùng em nhắn tin cho cô bé là em có thể hỗ trợ được không. Xong cô đến tận nơi, đến tận nhà để đưa cái visa để mình trả. Dại trai thế chứ. Xong mình đưa tiền mặt cho. Còn em bé thì sao? Có nghĩa là em là cưới xong mới có bầu hay là có bầu trước khi cưới? Đó, chính cái hôm em sang em giúp đó là em mình giúp xong là giúp em... đời ổng luôn đó. Tai nạn thôi, hai người gặp nhau cảm thấy không kiềm lòng được. Thì hôm sau anh ấy về nước, mà anh này đi vào trong cái cửa hải quan ấy thì còn buột miệng nói I love you. Thế là em càng sướng, em càng kiểu nắm chắc phần thắng trong tay. Và... rồi khi nào em biết là em có em bé? 2 hôm sau là em đã nhờ em gái em là đi mua thuốc khẩn cấp. Và em cũng cứ tin chắc rằng là cái viên thuốc đấy nó có tác dụng. Đến gần 1 tháng sau, chậm được 3 ngày. Thế là em cũng chỉ hỏi bâng quơ thôi. Và em hỏi nếu như mà có bầu thì sẽ thế nào. Thì Dây còn nói là còn thế nào nữa, anh không bao giờ để cho thằng khác làm bố của con anh. Thế mà đến lúc mà lên hay vậy em chết đứng. Trời tính rồi thì rồi tôi bây giờ đến cái chuyện là coi như là tụi em làm đám cưới. Rồi về nhà, tức là sau trước cưới và sau cưới, Jay có cái gì khác không? Có nghĩa là có loài tật xấu ra không? Đó. Anh này phong phú lắm. Ví dụ phong phú. Cứ nói đi. Có một tật xấu mà em phải đến về với nhau em mới thấy mà nó phóng đại lên. Đó là ngủ như chết. Không ngủ nhiều nhưng mà một khi đã đặt ngủ lưng là xuống ngủ rất say. Ngáy luôn. 1, 2, 3. Mà em mà có hét lên ý. Ủa không biết.
thế mới gọi là một con người sống sống lành mạnh chứ. Em bảo anh ơi, phải ngủ sâu chứ. Anh ơi, em đã từng trộm vào nhà em lấy đồ hơn 200 triệu, em cũng vài triệu thôi. Thế ai là suốt ngày hù vợ, cứ hù mà hù toàn hù những cái lúc mà ví dụ như là em đang âu yếm, em vuốt má vuốt mặt chuẩn bị nói ôi em yêu chồng thì hù một cái hết hồn. Cái gì đồ ăn nữa, đang nấu ăn, đang nước sôi lửa bỏng hù một cái. Trời ơi, mà toàn hù những cái lúc mà em thực sự em rất cáu lúc đấy, những cái lúc đấy mà em cảm thấy mà em có thể quay ra mà em chửi chồng em được ấy, em chửi như chợ ở ngoài chợ được ấy, nhưng mà em rất là kiềm chế. Còn nhiều nữa không nè? Nói nhiều. Lúc cãi nhau mà lúc mà em đang cần nhất một cái ôm, thái độ khẩn khoản. Nhưng mà em là người luôn luôn em bảo em có muốn ôm em để anh ra chứ sao? Thì anh phải ôm để em mới được đẩy chứ. Ok. Đấy, những lúc đấy thì lại bắt đầu đứng trình bày như là đang ở trước một phiên tòa vậy. Em rất ghét cái tính đấy. Em mong muốn thay đổi cái gì? Cứ như thế cho vui. Thôi bây giờ tới bạn đó Jay, cô ấy có thật xấu thực gì? Thực ra vợ mình rất là lề mề. Lề mề. Sao bằng anh được? Cứ từ từ đã anh kể, ok. Bên cạnh đó lại rất là ghét bị dục. Cho nên là nhiều khi em rất là bị bối rối. Em không biết bây giờ phải làm thế nào, dục hay là cứ chờ đến khi mà mình muộn. Ví dụ như này á, có một cái sự kiện nhưng mà vợ đang không thích đi mà lại dục thì vợ sẽ duỗi cả ngày đấy. Kể cả vợ thích đi nhưng mà lại dục thì lại duỗi cả ngày đấy. Cho nên là đôi khi dù là em biết là mình đang bị muộn nhưng mà em sẽ kiểu còn thả muộn bị, còn bị hơn là bị kiểu tập trạng rất là không tốt cả ngày. Đó. Thả bị muộn còn hơn là vừa bị muộn lại vừa bị dỗi. Đấy, đã mặc hết quần áo rồi nhá. Xong thấy có gì đó nó nhỏ nhỏ thôi. Cố tình lại khỏi hết. Khỏi hết luôn. Xong bắt đầu thử lại một cái vải khác. Mình lại thôi. Ok, mình cứ tưởng là 5 phút nữa mình được đi. Thời điểm này phải 30 phút nữa mới được đi. Gì nữa ta? Bản thân em á, em luôn luôn thích một cái, em rất là thích nhẹ nhàng. Em thích tranh luận. Có thể là không hoàn toàn là logic, nhưng mà vợ mình thì luôn luôn theo cảm xúc. Mà nếu mà vợ mình đã cáo mà nói bằng tiếng Anh có lẽ là nó sẽ nhẹ hơn, nhưng mà cáo bằng tiếng Việt thôi luôn. Mình luôn là cảm thấy nhiều quá mà mình rất là ghét điều đó. Đó chứ là nó là nói bằng tiếng Việt thì nghe nó ghê gớm hơn, nghèo đánh đá nặng gái Hà Nội mà. Vậy bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì không? Thực ra là em đã học cách thích nghi và hiểu cách mà vợ em xử lý tình cảm của vợ. Hiểu rằng là ok, cái cách mà mình ứng xử với vợ, cách mà mình nói với vợ thì nó sẽ quyết định hậu quả của cái chuyện đó. Cho nên là mình đã học cách là ok, dù vợ mình như thế nào, mình cứ coi vợ mình là như một em bé, như một con bố bê đang kiểu đang dỗi. Đứa bé đang tuổi ăn tuổi lớn, kể đang nó dỗi. Muốn làm gì nó làm. Đúng rồi, okay. Là... rồi. Vậy là em cũng muốn là vợ em y vậy, không thay đổi gì hết, đúng không? Đúng rồi. Ờ, vậy còn gì nữa đâu. Thành ra là chị biết chúc cầu chúc cho tụi em hạnh phúc mãi 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 như thế. Em vừa mới nhờ một cái này phải kể. Nhiều khi vợ em hay để em cảm giác như là em chưa đủ khả năng để làm bố tuyệt vời. Để anh kể nha. Thế này thôi. Đây, lúc nãy là vợ em vừa kể là em ngủ say như chết. Vợ em tìm hoàn toàn ngược lại. Con khóc một cái, nghe vợ em đã dậy rồi. Em ơi, làm em cảm giác như là lúc nào mình cũng ngủ say như chết, con có thể khóc mãi mình không nghe một cái gì cả. Thật mà. Cái đó là bản năng. Vậy em kể cái đó là làm gì? Là bởi vì vợ em làm để em cảm giác như là bởi vì em ngủ quá say thì em là một đàn ông chưa được là đàn ông đúng, bởi vì đúng là đàn ông phải lúc nào cũng sẵn sàng để bảo vệ nhà mình thì mình lúc nào cũng thế hết đó. Nên là mình cảm thấy mình bị kém đi trong tình huống đấy. Chắc cái đấy là cái duy nhất là em muốn chồng em bớt thêm một chút, nhưng mà bớt thì làm sao mà bớt được, ngủ với tỉnh táo chút xíu. Và không ai muốn người bạn đời của mình thay đổi điều gì cả. Anh xin chúc cho hai vợ chồng cứ thế, cứ nắm tay nhau và cứ hiểu nhau và cứ yêu thương nhau như thế này nha. Rồi, thay mặt chương trình cảm ơn tụi em đã tham dự nha. Xin cảm ơn Jay.